Kamen Rider Decade, người khép lại nửa đầu của series Heisei Rider, bắt đầu từ series của Kuuga. Decade mặc dù chỉ có 31 tập, nhưng sức ảnh hưởng của nó đến cộng đồng yêu Tokusatsu cũng như Kamen Rider nói riêng là vô cùng lớn. Series của Decade đã cho chúng ta những trận chiến hoành tráng, một nhân vật chính ngầu lồi mà ít series Color nào dám thực hiện. Điển hình là Color Gata. Chúng ta đã thấy được sự kinh hãi sau khi chứng kiến Ukiyo-A trong series Kiss hành động. Và bây giờ chúng ta đang phải chứng kiến đứa nhóc Hotaro thu thập từng lá bài và những trận chiến nhàm chán của cậu ấy xoay quanh series Gacha. Điều này càng củng cố về tính cách cũng như xây dựng nhân vật của Decade, cũng là một phần vô cùng lớn góp phần vào sự thành công của chính series. Series Decade chia làm hai hồi vô cùng rõ rệt. Hồi đầu tiên là bắt đầu vào chính thế giới và hành trình xuyên vào chính thế giới kết thúc bằng Hibiki sẽ mở ra chương 2, chương tới những thế giới song song hoàn toàn mới, thế giới đằng sau những thế giới khác. Và qua cuộc hành trình không quá dài nhưng cũng đầy đủ những yếu tố hấp dẫn và gây cấn, đâu là những tập phim ấn tượng nhất đối với mình. Mô típ phim tại thời điểm đó cũng như chính trong series của Decade là mô típ 2 tập phim một sự kiện, nên mình sẽ đưa cả hai tập phim cùng một sự kiện vào top này nhé. Vậy top lần này của chúng ta có thể có tối đa tới 6 tập phim chỉ thay vì 3, nhưng thực chất nó chỉ là một sự kiện được bao hàm bởi hai tập phim mà thôi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào video top 3 tập phim ấn tượng nhất trong series Color Decade. Đứng ở vị trí thứ 3 là hai tập cuối của series Decade là 30 và 31, Thế giới Rider Đại Chiến. Tập phim mở ra với khung cảnh hoang tàn, những thế giới va chạm với nhau. Trận chiến giữa thế giới của Blade và thế giới của Kiva thật sự quá tàn khốc. Những Rider thật sự phải tiêu diệt lẫn nhau để giành lấy sự tồn tại của bản thân. Nguyên nhân nào đã dẫn tới sự va chạm những thế giới vẫn còn điều bí ẩn. Decade đã gặp lại những người quen của mình tại những thế giới đó. Anh không muốn gia nhập bất kỳ phe phái nào và chỉ muốn chiến đấu đơn lẻ một mình, thể hiện sức mạnh tuyệt đối trong một cú Rider Kick mở màn cho chương cuối cùng của series Decade. Tập phim cũng khá ấn tượng khi đem lại nhân vật cũ nữ hoàng Fungi. Sự trở lại của Kenzaki gốc với hình dạng Blade King Firm đã áp đảo được Decade, cũng như phần nào nói về kẻ phản diện Apokajit. Hắn ta đã có kế hoạch vô cùng hoàn hảo để lừa Decade, biến anh trở thành kẻo diệt thế giới thật sự. Và điềm báo về trận chiến của những Rider không thể nào tránh khỏi, cho dù Tsukasa có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Sức mạnh tình bạn của anh đã giúp anh đánh bại Apokajit, nhưng nó không giúp anh chiến thắng được số phận của mình, trở thành kẻo diệt thế giới. Chàng trai bí ẩn đã gặp anh từ đầu series thực chất chính là Koro Chakiva gốc cùng với Kenzaki tại thế giới gốc. Sức mạnh của Yusuke đã chuyển hóa anh thành Ultimate Kuuga. Decade bị bao vây bởi tất cả những Rider và không có lối thoát. Anh phải chấp nhận số phận của mình, cho chúng ta thấy một kết cục không thể nào tránh khỏi. Tập hợp những Rider chiến đấu với nhau, tranh giành sự sống của thế giới của họ cũng rất gây cấn. Nhưng một cái kết đầy trống rỗng cũng như sự kiện đầy bí ẩn về tập 32. Decade sau khi chiến thắng trận chiến cuối lại rơi vào vòng lặp để chiến đấu với những Rider không có quá nhiều sự thuyết phục, và những trận chiến không quá ấn tượng đã để cho tập phim Rider Đại Chiến chỉ đứng ở vị trí thứ 3 mà thôi. Nói về Decade chúng ta phải nhắc tới nửa đầu, nơi mà nấy bước qua chính thế giới, và trong chính thế giới đó, thế giới để lại ấn tượng với mình nhất là thế giới của Kabuto. Trong thế giới Kabuto tồn tại một loài sinh vật là Worm, bọn chúng cực kỳ nguy hiểm không phải bởi khả năng tiến hóa mà là khả năng giả dạng khi còn ở hình dạng sơ khai. Worm vẫn được giữ nguyên những yếu tố đầy nguy hiểm này khi trở lại trong series của Decade. Yếu tố Worm giả dạng cũng được thực hiện rất tốt khi một tên Worm ban đầu xuất hiện, cũng như một tên Worm khác đã giả dạng thành chính Decade và bị ăn ngập hành bởi anh. Vẫn như mọi thế giới khác, anh vẫn mang danh là kẻ nguy diệt thế giới. Những Rider ở đây được Narutaki thông báo về sự tồn tại của Decade. Họ đã biết từ trước cả khi anh đến thế giới này. Lần này anh đã chuyển hóa thành một tên lính Z quen, gia nhập vào tổ chức Z với hai nhân vật vô cùng cộm cán là Kami Arata lẫn một chỉ huy của lực lượng này, Kamuro Derby. Một tập phim vô cùng hay, thể hiện rõ những plot twist trong câu chuyện. Sự thật về người anh Tendo hay chính xác là Kamuro Kouto là ai? Tại sao Kamuro Derby lại có hình dạng như vậy? Kẻ nào đã thật sự là Worm? Và tại sao Kabuto lại hoàn toàn biến mất tại thế giới này? Tất cả những yếu tố đó đã tạo nên một tập phim vô cùng gây cấn về đám Worm, cũng như về tình anh em đặc trưng nhất của series Kabuto. Và nhắc tới Kamen Rider, chúng ta không thể nào không nhắc tới những trận chiến mãn nhãn. Và tại thế giới của Kabuto, nơi thống trị bởi sức mạnh Clock Up, sức mạnh giúp cho Rider gia tăng tốc độ của mình ở mức cực hạn. cả DN lẫn DK sau khi đến thế giới này đều có những cách giải quyết riêng, với Dark Rider lẫn Worm sử dụng tốc độ, DN sử dụng khả năng đặc trưng của mình là tàng hình. Kẻ thù có nhanh đến mấy, khi đối mặt với một kẻ thù không có nhìn thấy được thì bọn chúng cũng gần như bó tay. Thậm chí anh còn áp đảo được Kabuto tại thế giới này bằng sức mạnh từ hai Rider là Aisa Saga. Hai Rider được DN triệu hồi đều có khả năng nhắm bắn và khóa mục tiêu vô cùng chính xác, khiến cho tốc độ của Kabuto phần nào bị vô hiệu. Về phần DK, tới thế giới gần như cuối cùng, anh đã sử dụng lại hình dạng Kuuga mà anh vẫn chưa xài khi đến thế giới của Kiva, Kuuga Pegasus. Sử dụng khả năng tập trung cũng như những phát bắn vô cùng chính xác, anh đã dễ dàng hạ gục một kẻ thù với tốc độ nhanh hơn mình gấp nhiều lần, thể hiện khả năng thích ứng cũng như chiến thuật vô cùng chính xác. Trận chiến ấn tượng nhất trong cả tập phim chính là trận chiến đối mặt với Color of the Bee. Đối mặt với những kẻ thù có tốc độ, anh đã sử dụng tới hình dạng thứ hai của Five Excel. Mặc dù có rất nhiều thông số, Five Excel không thể nào nhanh bằng Kabuto, nhưng để đồng bộ hóa tất cả những series Rider, vì mình nghĩ làm Kamen Rider 5 và Kabuto họ cũng không tính tới việc sẽ làm một series kỷ niệm nên tốc độ của hai bên khởi khác. Nhưng khi làm một series tổng hợp tất cả, những chỉ số này phải được đồng đều. Trận chiến giữa Five Excel Color Zeby không làm chúng ta thất vọng. Hai Rider di chuyển cực nhanh và tấn công nhau làm cả sân đấu phải vỡ tan. Start up của Five Excel chỉ duy trì được 10 giây, DK cũng hoàn toàn tận dụng được khoảng thời gian này để đánh ngang ngửa với Zeby, một trong những trận chiến tốc độ hay nhất trong toàn bộ những tập phim trong series Decade. Tập phim tại thế giới Nega xứng đáng ở vị trí top 1. Nó là nơi chúng ta thật sự nghĩ là kết thúc của hành trình Tsukasa sẽ dừng lại. Thế giới mà anh thuộc về, một thế giới quá tươi đẹp. Sau cuộc hành trình dài sang chính thế giới thì đây có lẽ chính là lúc anh phải được nghỉ ngơi. Chính xác sẽ trở thành một người tốt đã giúp tất cả những thế giới. Cái tên kẻ hủy diệt thế giới chỉ còn là dĩ vãng. DK chính là Rider tự tin và mạnh mẽ nhất trong lòng của mọi người. Nhưng sự thật về thế giới hoa mỹ này lại không đơn giản như vậy. Một kẻ với hình dạng của Kurenai Otoya trong thế giới của Kiva, hắn ta ở đây với vai trò là một Dark Rider, Dark Kiva. Hắn ta thao túng tất cả mọi thứ trong thế giới này, và đúng như tên gọi của nó, đây là một âm bản, một thế giới song song với thế giới của Natsumi, chứ không hề là thế giới của Tsukasa. Và Tsukasa với danh nghĩa là kẻ hủy diệt thế giới sẽ được hắn ta Koro Chakiva trao cho một vật phẩm biến anh trở thành thủ lĩnh của tất cả bọn chúng. Những sự kiện đã xảy ra với nhóm bạn của Natsumi tại Negaworld cũng như những nghi ngờ của Tsukasa về thế giới mà anh đang ở, nó quá hoàn hảo. Trận đụng mặt với Koro Chakiva, những lá bài của anh là một lần nữa bay màu. Sự kiện dẫn dắt với nhau tạo nên một tập phim vô cùng gây cấn. Kết thúc cho sự kiện Negaworld là trận đại chiến với tất cả những Dark Rider. Những kẻ giả dạng bạn học Natsumi tại thế giới này chính là ba Dark Rider. Cùng với tên Dark Kiva, bọn chúng là Ryuga trong series Ryuki, Dark Kabuto trong series Kabuto, Kouga trong phản diện trong Kamuro 5. Cả ba bọn chúng đều rất mạnh nhưng chỉ là những bản clone không hơn không kém mà thôi, như không có sự giúp đỡ của GN. May mắn anh đã có được hình dạng tối thượng của mình lúc đó, Complex 21, nâng cấp sức mạnh của những Rider lên Final Form của họ. Khả năng tạo những dư ảnh và sức hủy diệt của Color Complete mình đã có đề cập tới trong series tất cả những form về Color Decade. Nếu các bạn chưa xem hãy bấm vào phần link mình để dưới phần mô tả video nhé. Tập phim kết thúc với sức mạnh mới của DK cũng như cuộc hành trình của anh vẫn còn tiếp diễn. Đó chỉ là một chương để bắt đầu một chương hoàn toàn mới nhưng lại dở hơn chương đầu tiên. Tập phim về Negaworld, tập phim vô cùng hay khi nó cho chúng ta tưởng chừng đây là kết thúc nhưng thật sự lại là một mở đầu hoàn toàn mới. Cũng như form final của DK đã có màn thể hiện ấn tượng với những kẻ thù cũng ấn tượng không kém, nên nó xứng đáng ở vị trí số 1. Nếu các bạn đã dừng video thì video thật sự vẫn chưa hề kết thúc, chúng ta vẫn còn vị trí số 0. Hành trình của DK nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Tập phim ở vị trí này không tập nào khác ngoài tập đầu tiên, mở đầu cho một series cực kỳ hoành tráng, đại chiến những Rider đúng nghĩa chứ không phải như tập cuối. Tất cả những Rider với những vũ khí mạnh nhất của họ lao vào một kẻ thù không xác định, toàn bộ hỏa lực được dồn vào chỉ một vị trí, họ không phải đánh nhau mà chỉ dồn tất cả sức mạnh của mình để tiêu diệt một thực thể. Kẻ đó, kẻ duy nhất còn sống sót trong đống tro tàn, đã áp đảo tất cả với chiếc thắt lưng màu magenta. Koro DK sừng sững đứng đó và đối mặt với người mạnh nhất Ultimate Kuuga, cả hai va chạm với nhau bằng sức mạnh tối thượng của mình. Tất cả mọi thứ chỉ là một điềm báo, một giấc mơ của một cô gái mang tên Natsumi và chàng trai ở Ké, Kaidoya Tsukasa, một người luôn tìm kiếm thế giới của mình qua những bức ảnh. Cuộc hành trình của họ bắt đầu khi những thế giới bắt đầu va chạm nhau với lời tiên tri của một chàng trai kỳ quái. Những quái vật của những thế giới của Color được tái hiện cực kỳ chân thật, vô cùng nguy hiểm khi phải đối mặt những imaging với những điều ước mà chúng ban tặng cùng với khế ước thời gian. Những tên Ophenot ăn trọn trái tim của bạn khi bạn bị chúng nhắm tới, hay những phân gai với những chiếc nanh nhọn từ không trung và sự quỷ dị từ những quái vật khổng lồ trong thế giới của Hibiki. Tất cả bọn chúng ập tới trong quá trình chạy trốn của Natsumi, khiến cô lâm vào bước đường cùng và đối mặt với những tên quái vật cũng nguy hiểm không kém, những tên Worm. Không còn đường nào khác, cô đành phải trao vật mình vừa nhặt được, chiếc thắt lưng của DK, cho chàng trai Kadoya Tsukasa. Anh đã chuyển hóa thành kẻ trong giấc mơ của cô, kẻ còn nguy hiểm hơn tất cả những gì cô nhìn thấy hiện tại. Kamen Rider Decade về mặt chiến đấu, tập đầu tiên cũng không làm chúng ta thất vọng. Decade đã chuyển hóa thành những rider khác vô cùng mượt mà với Five, chiếc xe Auto Vengeance của anh ấy, kết hợp tiêu diệt toàn bộ Ophenot hay là màn Clock Up để hủy diệt tất cả những tên Worm trong chính không gian mà bọn chúng luôn tự hào. Và với trạng thái Hibiki, anh đã quét sạch những con quái vật khổng lồ. Sau cuộc hành trình và tưởng chừng thế giới sẽ diệt vong, thì đó chỉ đơn giản là sự mở đầu cho cuộc hành trình của DK. Cuộc hành trình vô cùng hấp dẫn xuyên qua chính thế giới sẽ mở ra. Tập phim đầu tiên của DK là tập phim không thể nào ấn tượng hơn. Một trận chiến kinh hoàng ở đầu phim, một giấc mơ, một chàng trai bí ẩn, những tên quái vật được tái hiện vô cùng tuyệt vời, giống như bước ra từ chính series chính của nó. Sức mạnh những rider do DK biến hình vẫn được giữ nguyên, và anh sẽ là người bước qua những thế giới của những rider đó. Vai trò của anh sẽ như thế nào khi ở những thế giới như vậy? Đều là những câu hỏi vô cùng hấp dẫn để chúng ta bước vào thế giới của Coder DK, nên tập đầu tiên xứng đáng ở vị trí số 0, vị trí hay nhất. Chúng ta đã hoàn thành mục tiêu 10.000 subscriber. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ kênh mình từ ngày đầu tới tận bây giờ. Chúng ta sẽ cùng đến mục tiêu tiếp theo là 20.000 subscriber. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe để mình đạt được cột mốc đó nha. Và cũng như mọi khi, đây là kết thúc video. Mình là Rider On. Thanks for watching. Hẹn xin.